thờ phụng phù hợp là cân bằng phần âm, ngày ngày giữ thân ngữ ý thiện, với người với vật là cân bằng phần dương. Nhìn từ ngoài vào, nhìn từ trong ra, ông địa bên tay trái, ông thần tài bên tay phải. Nếu các vị có thờ thêm vị thần tài Nhật Bản Mahakala thì để chính giữa. Phía sau là bài vị có lông không. Lưu hương ở nhà phải toàn chỉ thắp nhang không tâm. Bên cạnh là cái bao ăn lưu đất đủ. Đây là lọ ngũ cốc. Đây là thỏi vàng, bình hoa, năm chung nước, cặp đèn cây. Và trên đây có thêm một cặp đèn điểm, một cái chuông đồng. Ông cốc không có ngậm tiền thì bên ban ngày xoay ra ngoài, ban đêm xoay vào nhà. Còn ông cốc có ngậm đồng tiền thì luôn xoay vào nhà hoặc là xoay vào bát hương. Bên dưới cát này có cho một ít đá thạch anh để tạo sự chuyện lành cho không gian. Chào các bạn trở lại. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Khải Toàn xin chia sẻ toàn bộ thông tin cũng như cách bài trí thần tài thổ địa để buôn mai bán đắt và 22 pháp khí trên bàn thờ thần tài thổ địa gồm có những gì. Những bài khấn Khải Toàn biên soạn những vị gia chủ bảo không giống trên mạng, nghe có vẻ nhắc nhở chính người khấn. Vâng, đúng như vậy. Khấn thần hay nhờ ai giúp, trước tiên ta xem lại chính mình có đủ phước duyên ấy hay không. Bài khấn không chỉ cầu khẩn mà còn khai thị chính cho người cúng kiến. Khải Toàn may mắn giúp được nhiều vị gia chủ thêm phước về tài lộc, về cả thọ mạng. Không phải Khải Toàn tài giỏi, chính bản thân những vị ấy có sẵn phước lành. Những vị ấy sống chân thiện, dụng thêm tri thức về thờ phụng hay phong thủy vào đời sống hàng ngày, cân bằng giữa cõi âm và cõi dương. Đa không gian là gì? Thờ thần tài thổ địa phò trợ thêm cho người thiện lành là một phương tiện cứu cánh về tâm và phước, cũng như bao thần Phật khác không thể xoay chuyển được vận mệnh của chúng ta. Vận mệnh mỗi người do chính mỗi người cho mình thông qua nhân quả ba đời. Hãy nhìn việc làm hôm qua, năm 10 năm qua, đó chính là nhân, thì hôm nay, ngày mai, hậu vận chính là quả. Phong thủy Khải Toàn ứng dụng không chỉ là phong thủy học thông thường, mà còn ứng dụng về Phật học và thiền vào. Khoa học ngày nay có thể mang lại cho con người sự tiện nghi, nhưng không phải là phương tiện cứu khổ. Khoa học càng không thể giải thích được nhiều hiện tượng trong đời sống thường nhật, ví dụ như những giấc mơ hay những nơi kỳ bí trên thế giới. Thân này là thân tạm, cũng như chiếc áo, chiếc xe chúng ta đang tạm sở hữu. Tâm trí là bộ máy điều khiển thân. Khi tâm bị tổn thương, bị đau khổ, chỉ có tâm linh là liều thuốc phù hợp. Tuy nhiên, bất cứ việc gì cũng không nên thái quá, sẽ mất cân bằng giữa âm dương. Thờ phụng là điều hòa phần âm, thờ phụng cúng kiến hợp lòng sẽ được phò trợ. Nhưng trong đời sống hàng ngày, phải bình hòa phần dương, đối người tiếp vật chân tình, cảm thông chia sẻ với những người xung quanh là tự mình tạo từ trường lành cho chính ngôi nhà mình sinh sống. Người quân bình được phần âm phần dương như thế, quả là người chân thiện, phước báo vô cùng tận. Phật nói trong kinh về không gian đa duy thứ, hay thiền định có thể đạt đến những cảnh giới ấy. Trong khoa học, thời gian sau này chứng thực được đa không gian, tức có nhiều cõi. Cõi ta sống là cõi dương hay là cõi người.
Cõi gần ta nhất là cõi âm, tức những người đã mất. Vẫn có nhiều trường hợp hai cõi giao thoa, các bạn có thể đến những nơi có người vừa mất. Khí trường tại đây rất lạnh, chính vì những nơi này khí âm thịnh dương suy. Khi ta xem TV hay nghe radio, mỗi kênh là một cõi, bật một cái là qua kênh khác. Chúng ta nghĩ hành tinh chúng ta rộng lớn cỡ nào, thực chất chỉ là một hạt cát trong vũ trụ bao la. Ví như trong kinh Phật có nhắc đến, trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới. Những vị nghiên cứu kinh điển không khó ngộ ra điều này. Ngay cả trên hành tinh ta sống, khoa học dù có hiện đại cỡ nào cũng không nghiên cứu được nhiều điều bên dưới Đại Tây Dương. Khoa học phương Tây họ dùng thuật thôi miên để nói về thế giới linh hồn là tiếp cận một cõi khác. Vì vậy, người không tin không gian đa duy thứ, không tin có nhiều cõi cũng chẳng sao. Ví như khi ta còn nhỏ, ta không thể nào hiểu được những hành vi của người lớn. Người tin và tín vào thiên địa quỷ thần là người dễ có được sự an ổn. Người quân bình âm dương là người tự tại. Người biết mở lòng bố thí là người tạo cho mình phước báo về sau. Thần tài thổ địa là ai? Thờ phụng hay thờ phượng thần tài thổ địa là từ dân gian xưa. Hai ông thần cai quản đất đai và tiền tài trong nơi chúng ta sinh sống. Vậy hai ông này là ai? Thiên bộ thần chỉ về Phật Thích Ca hay Quán Thế Âm. Các vị Bồ Tát chọn pháp khí, khi chọn pháp khí nên chọn bằng đồng là thích hợp nhất. Đồ cúng, đồ màu vàng kim, nhang hương cốc thờ, nếu chọn vật bằng đồng là phù hợp. Về lễ vật khi cúng, nên cúng trái cây bánh ngọt, không nên cúng thức ăn. Địa chủ thần thuộc thần cấp thấp hơn trong lục đạo chúng sinh. Các vị thần bên dưới thiên bộ thần thường là những người chết đi không đạt được đến thiên bộ thần hoặc không thể đầu thai như bản thân tại vị khi mong muốn. Dù họ có tích lũy công đức, dù họ có tích lũy được phúc đức hoặc có tu trì, sau khi mất đi đương nhiên vẫn còn lưu lại trần thế một thời gian nhất định. Vì vậy được làm thổ thần thổ địa, có thể cai quản một khu đất hoặc một vùng. Quan điểm trên cho thấy vì sao lại có thần. Thần tài thổ địa được thờ phụng từ lâu đời. Người xưa quan niệm thờ phụng thần tài thổ địa trong nhà để cầu cho gia đình êm ấm, cầu tài lộc hanh thông. Người xưa phần lớn dựa vào nông nghiệp. Nông nghiệp phụ thuộc vào đất đai, phụ thuộc vào thời tiết và cả khí hậu. Đất đai là nơi sinh trưởng vạn vật. Vì vậy, thần đất hay thổ thần là một trong những vị thần được con người tín ngưỡng. Ông thần tài thì có nhiều thuyết hơn, là vị thần mang đến tài lộc của cải. Ông thần tài rất được lòng những người kinh doanh, hầu như hộ kinh doanh nào cũng thờ phụng. Có một thuyết cho rằng ông thần tài chính là ông Phạm Lãi bên Trung Hoa. Ông là một trong những vị hết lòng phò tá vua Việt Vương thời xưa. Sau thời gian phò tá vua, ông Phạm Lãi đã bỏ trốn quan trường về quê ở ẩn. Về sau, ông trở thành một nhà thương gia, buôn gia rất giàu có thành đạt. Ông vô cùng nổi tiếng về lòng nhân ái, nên người đời gọi ông là Đào Công và được tôn làm thần tài. Ông là người có lòng hào hiệp, đi đến đâu cũng được gọi là thần tài đến. Từ đó dân gian cứ mùng 10 đến là thờ cúng ông để cầu mong cả năm được sung túc tài lộc. Lại thêm một truyền thuyết khác về ông thần tài. Ông thần tài là trên trời, là vị thần cai quản tiền tài từ thiên đình, do say rượu bị rơi xuống trần gian. Khi ông thần tài xuống trần gian, liền mang may mắn đến những gia đình nào ông đã từng đến. Mỗi năm, ông bay về trời vào ngày mùng 10, nên dân gian thường lấy ngày này làm ngày vía thần tài. Người xưa luôn tin tưởng rằng mua vàng sẽ gặp nhiều may mắn tài lộc vào ngày này, công việc hanh thông cả năm. Dù hai ông thần tài thổ địa có thật hay không, nhưng mỗi khu vực, mỗi địa lý đều có thần cai quản. Xã hội con người như thế nào thì cảnh giới cõi âm cũng tương tự như thế. Có cấp cao, có cấp thấp, có người quản từng vùng, có người thiện, có người bất thiện. Tâm tính hành vi của cõi người và cõi âm khác nhau ở vật chất hữu hình hay vô hình.
Ví dụ chúng ta ăn cơm, nhai cơm là đoàn thực, người thế giới bên kia là xúc thực. Người tin vào thiên địa quỷ thần không những được phò trợ, họ tránh làm ác. Người đáng sợ nhất là người không tin vào bất cứ gì. Ví như một ít người bị chứng không có cảm giác đau, hay giả dụ những đứa trẻ nhỏ không biết cảm giác của lửa nóng. Khải Toàn xin chia sẻ vài phương pháp đặt bàn thờ cơ bản sau đây, xin các vị tham khảo. Khi bài trí tượng thờ, nhìn từ trong ra ngoài, ông địa nên bên tay trái, ông thần tài nên bên tay phải. Khi chọn tượng, nên chú ý, nên chọn thật kỹ, nên thỉnh tượng vào ban ngày vì khi ban ngày tinh thần còn minh mẫn. Hình tướng của Phật hay hình tướng thần tài thổ địa nên có phúc hậu từ bi. Với tượng thần tài thổ địa, thần thái của hai ông phải thật vui tươi, vì ngày nào cũng thấy hai ông, ngày nào cũng cúng cho hai ông. Ông địa thần tài càng vui càng tốt, mỗi sáng thắp hương nhìn hai ông bạn sẽ yêu đời. Có một ít người khi đi chọn tượng vào những ngày tâm trạng kém vui, nơi bán tượng lại thiếu ánh sáng, khi về mới phát hiện nét mặt tượng kém vui. Chọn tượng có sắc thái kém vui, hay ai đó tặng cho bạn tượng hai ông không thật sự vui vẻ, nhận của người ta vì cả nể, thế là mỗi ngày khấn bái trước bàn thờ, tâm trạng của bạn sẽ kém phấn khởi. Nếu rơi vào tình cảnh này, hãy khấn xin hai ông cho con được thỉnh hai ông mới. Kích thước trang thờ phổ biến là chiều ngang 4-50, to hơn có loại 6-70. Kích thước thờ không quan trọng, nên chú trọng về không gian thờ phụng. Đừng vì ham bàn thờ to mà đánh mất mỹ quan, cả không gian. Chất liệu gỗ rất đa dạng, bàn thờ gỗ xoan, gỗ căm xe đắt hơn có loại bàn thờ gỗ gõ. Khải Toàn xin các bạn lưu ý lại những lưu ý khi đặt bàn thờ. Bàn thờ thần tài gồm những pháp khí và những vật phẩm gì? Xin các bạn xem chi tiết 22 pháp khí bàn thờ thần tài thổ địa ở một video khác. Người dân chúng ta thắp nhang thắp hương trong địa thần tài vào mỗi ngày và mỗi sáng. Cúng hàng tháng thường rơi vào mùng 1 và 15 hoặc cả mùng 10 hoặc bất kỳ ngày nào có cơ hội dâng hoa và bánh trái. Tuy nhiên, vào mùng 10 tháng Giêng là ngày quan trọng nhất vì đây là ngày vía thần tài. Cách chọn ngày giờ cúng theo quẻ của ngôi nhà, Khải Toàn sẽ hướng dẫn các vị ở phần sau. Trước tiên là ý nghĩa ngày vía thần tài. Đây là ngày cúng thần tài tạ ơn ông đã mang tài lộc cho gia đạo quanh năm vừa qua, cũng như cầu mong cho may mắn tài lộc cho cả năm sau. Thông thường mọi người thích chọn ngày mùng 10 là ngày khai trương buôn bán kinh doanh, trừ những hộ kinh doanh muốn khai trương sớm. Cũng trong ngày này, người dân theo tục lệ dân gian thích đi mua vàng và ăn cá lóc nướng. Tuy nhiên, nếu vì sức khỏe và thọ mạng của mình, không nên sát sanh. Không nên sát sanh vào chính các dịp này. Một con cá lóc chay bằng đậu hũ bì căng hay bằng xôi cũng đại diện cho điều may mắn ấy. Để tìm ra ngày giờ lành cúng kiến cho ngôi nhà của bạn, các bạn nên tải app La Bàn Phong Thủy. Đứng trước cửa ngôi nhà, mặt hướng ra ngoài đường để đo tọa độ. Với người ở căn hộ nên đứng trước cửa chính. Các bạn có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết trên website. Xính lễ như thế nào là do con người đặt ra, tùy vào văn hóa và vùng miền, không có quy định cụ thể. Thần tài thổ địa thuộc địa chủ thần, những vị thần có sở thích như con người chúng ta. Nên có nhiều gia đình mỗi sáng cho ông uống cà phê và hút thuốc lá. Phần trên có trình bày xính lễ. Việc cúng kiến xính lễ là tùy tâm ý. Khải Toàn khuyến nghị chư vị nên cúng chay. Chính yếu nhất vẫn là tâm thành, thường xuyên dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ để giữ cho sự trang nghiêm. Khải Toàn khuyến nghị bài văn khấn. Sau khi chuẩn bị xong xính lễ,
Khi chư vị tĩnh lặng quan sát trên bàn thờ, chỉ cần nhìn vào hoa quả đèn là có thể thấu đạt được việc thờ phụng lẫn đời sống. Đèn đại diện cho trí tuệ, người có trí sẽ không than trời trách người, không cầu khẩn thần linh mà thiếu nỗ lực. Người có trí không tổn người vì tổn người là hại mình. Vì vậy, đèn trên bàn thờ đại diện cho sự soi sáng trong tâm. Hoa trên bàn thờ đại diện cho vô thường. Hoa có nở, hoa có đẹp, hoa có tàn, có làm, có mất, có sinh, có diệt. Giả dụ buôn bán ế ẩm, cần quan sát mọi khía cạnh trong công việc. Thời thế ra sao, vì có lúc này sẽ có lúc kia, đó chính là vô thường. Trái cây đại diện cho nhân quả thì không phải bàn, nhân nào quả ấy là lẽ tự nhiên. Hiểu được ba điều trên, các vị thờ phụng trong chánh niệm không bị cuốn vào thờ phụng thái quá hoặc chưa phù hợp. Thần Phật có thể gia hộ cho người thiện lành, nhưng thần Phật không vì chút chính lễ mà tiêu trừ nghiệp quả của mỗi người. Thờ phụng phù hợp là cân bằng phần âm, ngày ngày giữ thân ngữ ý thiện, với người với vật là cân bằng phần dương. Giữ được âm dương quân bình, biết mở lòng bố thí, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, thì dù sinh thần bát tự của bạn không có tài phú, mệnh của bạn có kém về sức khỏe cũng có thể xoay chuyển được những phước báo ấy. Mời các bạn xem thêm về video 22 pháp khí trên bàn thờ thần tài thổ địa. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc. Chúng ta nên chọn một ngày trừ. Ví dụ là hôm nay là ngày Đinh Hợi, hợi là ngày âm. Ngày trừ là những ngày bắt đầu từ ngày Sửu. Sửu. Ngày Tý là ngày dương, ngày Sửu là ngày âm. Tính theo đốt ngón tay thì đốt thứ nhì là ngày âm. Ví dụ là ngày Sửu, ngày Mão, ngày Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Mùi, Dậu. Thì trong đây chúng ta có hai cách chọn ngày lành để dọn bàn thờ hoặc là thay bát hương gì đó. Một là chúng ta chọn ngày âm, hai là chúng ta chọn ngày Long Hổ. Ngày Long Hổ là ngày Dần và ngày Thìn. Ví dụ ngày Dần, Dần là Hổ, Thìn là Long. Ta chọn những ngày này để trấn áp quỷ thần, chọn ngày Long Hổ hoặc là chọn ngày âm.